à từ hôm mới nở không biết là chắc nó nở hết rồi Osaka đỏ nở mẹ hết rồi. À, bây giờ các ông đi đường là hay gặp cái loại vàng vàng này, à, nó thành chùm chùm này, à, thế là chả có ở giữa cái làng hoa cây cảnh mà chả biết bán cái gì thôi, thì giới thiệu mấy các ông những cái cây như này xong rồi, nhớ ngớ thì đéo nào có ông nào ông mua thì đây là cây gọi là cây Osaka vàng. Đây. Hoặc là mùa hoàng yến Đây Để tôi túm xuống xem ra là nó hoa như thế nào Mùi có thơm hay không Hay nó thế nào Bây giờ nó mới chỉ vào mùa thôi Quả của nó dài dài như kia kìa à, Cái thằng hải quân 78 kia Nó cũng hay vào xem lắm ấy, Cũng tắm cởi trần cởi chiếc ấy Nhưng mà thằng này là hải quân 78 Nhưng mà thực ra nó không phải là sinh năm 78 đâu Còn này chắc thừa mứa thời gian như này Tôi nghĩ là nó cũng chỉ 13, 14 thôi đây quả của nó đây này, này. chưa? Bố mẹ gọi là ra môn bất hạnh <laughs> Ngay mẹ nào ông thấy Mình phát cho nay nào nó không thấy Và Thấy thực ra là thấy thì nếu mà người ta muốn học hỏi Thì lại là một chuyện khác Vào chỉ có gì, gì giữ 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 xong rồi Gây mâu thuẫn rồi à, Cờ phải đến tối cơ Tôi nói này bảo là không là các ông đồng chí ông Đồng chí bảo vào xem thôi cũng bị mắng Đây hoa của nó đây Để xem nó có hoa không nhỉ Ồ, tao biết nhà mày là nhiều cây rồi Cây này chỗ tao cho không ai lấy à, Có cây Nguyệt Quế không? Bảo cái thủy nó gửi ảnh cho à? Bảo cái thủy nó gửi ảnh cho Bây giờ chặn nó thì không nhớ lơ Còn cây ngoài nó nhiều lắm không ạ à? à nhìn này Đây, để tôi tôi xem xem là hoa nó thế nào nhá Hoa thì đéo biết là nhảy cái chùm này lên hay là nhảy chùm trên kia Nói hay như ra cát tiên sinh với tôi À không phải mình lại bảo là tôi chính là da cát tiên sinh này. <laughs> Nhưng mà nó cao lắm. Để để tôi chắc là cái chùm này thôi. À để đéo có cái chú À đây, chùm này. Mẹ gì phải vươn lên đấy làm gì? Cái này là là Osaka vàng. Đấy à, còn một loại nữa Osaka đỏ cái thì nó đắt. Để xem mùi nó có thơm không nhá. À nhìn này. Từ ngày hồ nào bán chỉ có bán được cây mẹ nào đâu. Phải đợi từ cái ngày thằng Huấn nào 16 tháng 2 thì phải chờ nó đến là 19 tháng 5 này bắt đầu nó mới ấy Các thể loại cây mà mà tôi quay rồi Nhưng mà hôm nay tôi quay Osaka Nhưng mà hôm khác tôi quay Hoa Hồng Mà các ông lại hỏi Osaka thì Tốt nhất là hỏi cái thủy ấy. Thì là có ba cái số ở trên tiktok ấy Là trừ cái số 45 đuôi 4586 của tôi ra Thì hai cái số kia kì kìa bạn, Các bạn mua cái gì thì nó gửi ảnh báo giá cho à Hiểu chưa để, để tôi xem ra là mùi nó ra thế nào anh nhỉ Mẹ bây giờ quay lên này còn ông kia thì nhìn. Bảo nghe này thằng ba phải Bây giờ để ngồi tôi tôi ngồi tôi hỏi nó xem nó là tôi ba phải cái gì nhá Thế bây giờ là tao ba phải cái gì Mày thử đưa ra dẫn chứng là tao ba phải cái gì ra nào Nói chung là tôi cũng không biết là ở quê các ông gọi là Phong Linh Vàng hay là thế nào Nhưng mà ở tôi gọi là Osaka Vàng Đấy hoặc là cây mùa Hoàng Yến Đấy hiểu chưa Bán thì cái đường kính 10 này thì nếu mà bán nẻ cho mọi người hay là mua số lượng Đấy các bạn mua bao nhiêu cây Đấy thì nó dễ báo giá còn bán lẻ thì chắc cũng phải tầm triệu rưỡi hay 2 triệu nhà thì nhà triệu rưỡi nhỉ. Đường kính 10 trở lên. Đấy, đường kính 10 thì là là như thế này này. Là đường kính 10 là vanh nó là, là tầm 3 nó là 3 bao nhiêu đây? 31 32. 31 32. Cái nào 31 32 thì đường kính 10. 31, 32, Còn nếu mà mua nhiều thì là giá nó rẻ hơn. Được chưa? Phải báo số lượng để tôi xem xem bọn này có thơm không nhá. Sa ca hoàng nghiến à. À, này còn nói thôi anh không thích đâu oh, mẹ, cái thằng kia thì bằng tuổi con tuổi cháu ấy, chính ốc 2021 <laughs> nói ít thôi anh không thích đâu không thích thì mày xem cái gì mày thích đi bây giờ mày cứ thay đổi tao làm cái mẹ gì không biết nữa để tôi gửi không nói chung là nó cũng không thơm nó được cái là nó đánh vào cái cái thị hiếu của người việt là chỉ thích màu vàng và màu đỏ này ở Việt Nam mình là thích là cái hoa là hoa màu vàng và màu đỏ Màu vàng này tượng trưng cho quyền lực may mắn với cái đéo gì được chưa cái này này không 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 thơm Tôi vừa ngửi rồi mẹ bây giờ lại hỏi hoa nó có thơm không cũng phải đá đẻo thằng huấn là có có thơm bằng nước hoa chêm không mới cham không nó nó ra theo chùm nhá bây giờ các bạn đi đến các cái khu đô thị hoặc ngoài đường là các bạn hay gặp cái cái như này đấy là đôi khi là các bạn cũng không biết là hoa gì à, thằng kia nó bảo mày năm nay được giải phép nhất định nữa <laughs> cái này là cây gọi là cây ô sơ ca vàng hoặc là cây mùa hoàng yến đấy là ở quê tôi gọi như vậy còn các bạn cũng không tôi cũng không biết là ở các bạn gọi là cái gì sao cái bọn này sao lại mày cứ chúng mày cứ phá ta làm cái gì nhỉ mẹ à, bây giờ các ông tử tế thì chả thấy các ông bình luận toàn bọn nó nhoi nó bình luận thế này khổ thân thật cái cộng đồng này rất là nhảm nhí Đó biết là làm thế nào bây giờ kéo bây giờ phải phải khoanh tay trước chúng nó là chúng nó mới ấy nhỉ lại còn đỗ kim dung cũng ngồi cũng nó rủ mình nai nữa đâu hết đầu Thế này Màu hoa thì nó như thế này Các bạn đi đường là hay gặp như thế này Đây hoa thực tế này Ngày hôm nay là ngày gì này Vì mày dắt mũi cộng đồng Bây giờ tao đã dắt mũi được mày cái gì chưa <laughs> Nghỉ nghỉ nay đi ba <laughs> Thôi kệ đi bạn Sắp sập lại rồi Đây này Gọi là ở quê tôi gọi là Osaka vàng hoặc mùa hoàng yến Ở quê các bạn gọi là cái gì tôi không biết Có thể đi đường là các bạn gặp nhiều như thế này nhưng mà nói chung là cái bọn nhoai thì chất gì chúng nó Bây giờ mà ló nói cái gì trong mình cũng cũng trả lời chúng nó cũng mệt tốt nhất là từ từ nay trở đi mà cái bình luận nào ví dụ nó xúc phạm mình hay thế nọ thế kia nhưng xúc phạm đúng hoặc là xúc phạm nó nó nhiều người ấy ấy nhiều người cũng cùng cái cái nghi ngờ như thế thì tôi sẽ, sẽ trả lời nó bảo tôi là dắt mũi cộng đồng <laughs> nó đang kiểu như cái thằng ngáo ngáo mà chửi huấn hướng hướng này vì mẹ ảnh hưởng đến dân tộc tao con người đất nước các thể loại <laughs> vừa vừa tắt like được 30 phút rồi tôi đã bảo rồi ở đây ví dụ là làm nông nghiệp ấy các bạn biết mỗi vườn lại một cây cái thứ hai nữa là uh, mỗi vườn nó cách xa nhau ấy thế không tắt lai thế thì chắc là lai thông xuyên luôn thì nó lại mỗi loại một kiểu Thế là lúc nãy là hoa giấy ngũ sắc bây giờ thì nó là osaka với mùa hoàng yến thì mới bảo là bây giờ ví dụ như các bạn đi đường ấy đây này, thôi thôi ông đừng nói phép nữa ông quay cây củi làm gì <laughs> không đầu tư cái điện thoại thế vậy nghĩ là tao đang tao đang quay bằng phong bì thư à Nó ngu thế còn cái vấn đề đôi khi là người ta không hiểu là như này này Người khác quay thì có thể cũng là con 12 Pro này nhưng mà người ta lét Còn tôi quay thì nó sẽ hơi bị mờ Tại sao nó mờ Những người khác quay quần áo mấy các thứ nước hoa thì người ta quay trong nhà Nó gần cái cục wifi Còn tôi quay như này là tôi quay 4G Cái thứ hai nữa là nói chung là ruộng nó cũng không phải là cái nơi mà bắt sóng tốt nhất đi Nó không phải gần cột sóng cho nên là nó sẽ mờ ừ, mùa hàng yến Đây đây hoa đây thì bây giờ nói chung là là trả lời cho người ta là người ta đi đường cao tốc mới cả đi trong nàng trong xã có cái cây này thì người ta không biết cây này là cây gì thì mình trả lời nó người ta là đây là cây mùa hoàng yến và, hoặc là cây osaka vàng có một loại nữa là osaka đỏ thì cái đường kính 10 tức là cái vanh khoảng tầm 31 32 ấy thì là giá giao dịch là mua lẻ thì là tầm triệu rưỡi còn nếu mà mua nhiều thì là bớt nó tùy theo số lượng Đấy thì là tôi nói ra như thế Mình cũng phải nói thêm, thêm câu ý không Người ta cố định là ví dụ người ta mua 10 cây hoặc 20 cây thì Vẫn triệu rưỡi à Thì là tôi mới bảo là nếu mà 10 cây thì có lẽ là 10 cây thì một triệu đi Đấy kiểu vậy Ông nào mà bán rẻ hơn thì có thể là các bạn tự tạo nội dung Con này là cũng to đây Con này gần gần 18 đấy đường kính này Hiểu chưa <laughs> Nhà 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 ông cũng có à Chúc mừng nhá Đây ở tôi thì nói chung là đây là cái thế mạnh là cái cây công trình Đấy, nhưng mà nhà ông chồng thì có bị bọn nó bảo là có nó làm củi không? Hay thế nọ cái kia <laughs> Có cây để chơi là nó gọi là nuôi cây để dưỡng thần đấy Còn mấy cái bọn kia mẹ sống ảo kinh lên Cũng tắm biển xong rồi cũng du thuyền à, Nhưng mà vào chửi luôn Bọn kiểu đang đang đi du lịch bằng tiền của bố mẹ ai Đây, cây này cũng cây này ra hoa này Nói chung là tôi vừa ngửi rồi nhưng nó không thơm Được cái nó ra hoa thì nó khá là dài Một cái chùm của nó như cái chùm này nó ấy thôi nhưng mà nó gần 30 phân Đấy, có những chùm còn dài hơn. Đấy, màu này thì ở Việt Nam mình là thích cái màu vàng hoặc và màu đỏ. Màu vàng này tượng trưng cho vua chúa mới quyền lực mới may mắn. Màu đỏ thì hình như cũng may mắn. Nó không thơm. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Mày cũng ảo hơn người ta. Thằng Bảo Nghé cái lúc đấy nó nói cái mẹ gì nhỉ? <laughs> Thằng Bảo Nghé cái lúc đấy nó bảo là dắt mũi dư luận với thế loại kia. Ảo mẹ gì? Bây giờ tao đứng giữa cây, tao nói là cây như thế. Mày bảo tao ảo gì? Cây này là cây Osaka hoặc mùa Hoàng Yến Tôi có ghi tiêu đề đây à, Giá bán thì những cây cây đường kính 10 trở lên Đường kính 10 Nếu mà bây giờ đo thước xung quanh là ba mấy đấy Thì là là triệu rưỡi giá lẻ Còn mua nhiều thì giá nó rẻ hơn Những cái cây cầu trồng công trình như thế này Thì là bị mất cái vấn đề là thợ đánh Công đánh là công vận chuyển Đấy các bạn hình dung chưa Còn các cái chùm kia thì nó to hơn Nhưng mà nó ở cao quá tôi không vặt được Đây cho mọi người xem hoa Hoa như này là nó giống hoa mai phết nhỉ, năm cánh. Đấy, quả của nó thì nó dài 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 ấy. Để tôi vặt cái quả cho. Đâu nhỉ? Đấy, người ta đôi khi người ta không hiểu. Người ta bảo là như kiểu là là tôi đang không có tiền mua điện thoại ấy. đây là ban. Đang không có tiền đây là hoa ban này. Đang không à cây ban. Cây cây uh, muồng là cái cái quả nó tròn tròn nó, nó dài dài cơ. Ờ quả đâu nhỉ? Quả từ cái vụ trước ấy. Bọn nó ngay cái vấn đề là tôi nay ở ngoài 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 ruộng này chất lượng wifi nó không tốt. Người ta lại tưởng đây kia cái cơ quả kia kìa. Nó phải dài tầm 40 50 phân nhỉ. Đây quả đây. Đen xì này dài này tròn này. Đấy. Thì là đôi khi là ở các cái vùng khác người ta nhân giống là người ta lấy quả người ta gieo. hiểu chưa? Về chứ cả phải đến tối. Thôi tạm biệt các ông ở cái video gọi là mùa hoàng yến mấy cả ấy này nhá. Sơ sơ đây này, ví dụ như là các bạn mua thì những cái cây này này. Đường kính từ 10 phân thoát thân thì nó nó thoát thân khoảng hơn 3 mét thoát thân tức là một cái thân như này này thoát thân 3 mét tán nhưng mà thường là ấy xong là phải cắt đến kia kìa để cây nó khỏe cao cây thì nếu mà theo như tôi ước tính những cái cây này nó phải nó phải cao tầm 5 mét 6 mét nhưng mà thường là cắt cắt ngắn lên chỗ kia kìa để dễ vận chuyển này mấy cả các ông mua thì nó không cần cao quá chứ cao 6 mét thì giải quyết cái gì thì là tùy theo cái nhu cầu của các bạn là cần yêu cầu cắt như thế nào thì thường là cắt như kia là nó có khoảng tầm 4 mét lùi 3 mét dưới 4 mét còn cây thực tế bây giờ nó cao nó cao lắm nó phải cao gần 6 mét cơ những cái cây đạt được đạt tiêu chuẩn là trên 10 ấy. trên đường kính 10 tức là vanh của nó là phải ba mấy này con này to này mười mấy à, nó cao như này nó cao phải tầm 6 mét cắt cắt bớt đi nhưng còn để nguyên như này về cây nó yếu ấy các bạn xem các cái cây công trình người ta trồng ngoài đường này Thấy nó cắt cụt đấy Tôi quay thì ông nào có nhu cầu thì ông ấy mua Cây bằng cái phích thì ở đây này không có Bằng cái phích thì là phải lo xem là cái đường kính nó bao nhiêu Thì tôi ở nhà tôi có bao nhiêu năm rồi tôi có nhìn thấy cái phích đâu <laughs> Toàn cái cái ấm ấy ấy Ông vừa nói vừa đọc sách à mà không quay mặt đấy quay mặt đây Có cái mẹ gì đâu mà Đã bây giờ bán cây đi quay mặt Đâu hết đau hết đầu Mẹ thằng 89 kia mà nó cũng vào nó khịa tôi Ra ngoài ruộng nên lấy đâu ra sách mà đọc là Chủ yếu là cái giai đoạn này là quay cây và nói về cây Chứ có phải là nhân vật chính là tôi đâu Đấy thì nó mới vào mùa ấy Đôi khi bà con đi đường mà thấy cái hoa vàng này thì không biết Thì tôi có cái cái chương trình như này Đấy, quay cho các ông hoa Nói về cây Nói về giá à còn cái giá mà tôi báo là như thế là cái giá bán lẻ chứ các bạn đừng nghĩ là tôi báo là triệu rưỡi như thế là tôi bán nghìn cây là giá ý thì các ông lại bảo là đắt. Mấy cái thứ hai là ở giữa cái nàng hoa cây cảnh này ấy. thì là là như thế còn các ông mua nhiều thì lại tôi lại phải nên tít ở trên kia cơ. Ở các cái vùng ấy thì giá nó rẻ hơn nhưng mà thực ra là đây là các bạn ấy muốn mua lẻ một hai cây thì bây giờ tôi không thể nên tận trên kia tôi đánh xong rồi tôi tôi mang một cây về đây được cứ vận chuyển nó cũng quá tội ấy hiểu chưa đây là cây Osaka Osaka vàng Hoặc là mùa hoàng yến ờ, Hôm nay quay cái cây vớ vẩn này Do nắm người xem đấy nhỉ <laughs> Cây này thực ra là cây công trình Đây quả của nó này là nó phải dài 60 phân Quả nhưng mà không nhảy đứng lên Ở Bên này là ban này Ban thì có mấy loại Còn cây này thì tôi cũng không biết tên cơ Từ lúc trồng nó cũng không biết tên Vì là đấy là, là anh em bán giống là anh em uống sọt Biết tên nó là cây gì Còn bên kia là chay Đấy, mẫu đơn còn uh, chăm sóc cây thì ở đây là phân gà đây này gà cho ăn này cây bạch thiên hương á cây này mùa hoa nó ra đẹp bây giờ cũng đẹp mà bây giờ nó 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 đang là vào đầu mùa ở Việt Nam mình thì tôi đã bảo rồi cái tâm sinh lý của bà con Việt Nam mình là thích màu vàng hoặc và màu đỏ ấy thì Osaka này nó ra hoa thì nó ra hoa theo chùm ấy còn các cái cây khác nó chưa ra hoa là tại vì là nó chưa đến mùa chính của nó à bây giờ tất cả các cây đều có lụ kìa nhưng mà đôi khi bây giờ bà con mà đi đường là thấy những cái cây như này là đây này Đang nụ đây Chắc phải nói chung là đây là cái video chắc là cũng cũng ít người bây giờ quay Osaka Phải đợi nó rực hoa cơ Đây này Đó, Nó nó rực hoa và vàng rộp cây ấy Mạng ở ngoài này nó nó ngoài ngoài ruộng ấy Cho nên nó khó á. cái loại đường kính 10 ấy, đường kính 10 tức là đường kính 10 mà các bạn đo một cái thước xung quanh nó rơi vào như cái cây này này ai đường kính 10 trở lên là bán lẻ là triệu rưỡi một cây quý cách cây là cái đường kính 10 đường kính 10 nó thoát thân như này là trên 3 mét cây cao thì nói chung là phải cưa bớt đi chứ không cây cái này nó phải cao 6 mét 5 6 mét đấy thì giá là giá lẻ là triệu rưỡi còn giá 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 số lượng thì các bạn phải mua số lượng như nào thì có giá chính xác theo số lượng còn mua lẻ thì thôi loanh quanh ở đây thôi Tôi không chạy lên trên kia tôi đánh một cây được cho giá nó rẻ Đấy chưa Đấy cảm ơn các bạn ở cái video này nhá Mạng ở ngoài ở ngoài ruộng này nó không thể ấy được Ở ngoài ruộng này nó không thể như anh em Nai ở nhà nó có cục wifi được Tôi quay về nông nghiệp cho nên là mỗi ruộng nó lại xa nhau Xong rồi ra ngoài ruộng này nó phụ thuộc Có những cái vườn mà nó còn không có tí sóng nào cơ Mở tịt ấy, nhưng mà phải làm nhá bán cho bố mày về làm hòa mà đấy à, các ông thấy không bây giờ nó nó chán là 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 nó 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 đấy đấy tôi cũng không hiểu đâu luôn nha tôi cũng chả biết là các bạn làm nội dung như thế nào hay là những cái bình luận như thế các bạn không đọc cái sao thôi. chứ còn bây giờ các bạn xem đây mình quay rất tử tế nhá mình cũng không gì bậy bạ cả chay đây nhưng các ông thấy chúng nó vô văn hóa không cái loại ý thì sớm muộn gì chả đi tù <laughs> Nó ý sớm muộn đéo thì cũng đi tù thôi mà Khá cẩm đéo gì mà lên mạng cứ hoành mà anh mẹ Anh ở đâu đấy <laughs> Sớm muộn mẹ gì bọn mày chả đi tù Đó, mày Chúc đi tù cho nó vui vẻ thôi chứ còn Mày thì sớm muộn mẹ gì chả giống cái thằng Sinh năm 92 vừa rồi là là cái cái chị Cái người chị em gì mà sinh năm 86 ở Ở Vĩnh Phúc ấy nhỉ Bọn mày kiểu kiểu gì chả sớm muộn chả đi tù Tao <laughs> hết đầu Mai sau chúng nó lấy lấy cái việc đi tù của chúng nó là niềm tự hào đấy. Sao không đi dép? Tôi tôi thích tôi không đi dép. Đây còn hỏi sau đi dép? Đau hết đầu. ăn quả chay. Thôi à, tôi, tôi, chẳng nghe bây giờ là cái ước mơ của chúng mày đi tù thì chẳng nghe bây giờ tao chúc chúng mày đi tù cho sớm. Cây 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 bên kia là chay. Chay là một cái dòng cây thường xanh ấy. Nó không bị rụng lá theo mùa ít còn cây này bên này là tôi cũng không biết là từ đặt trồng mà <laughs> đéo biết. á chay ăn được chứ sao? Chay các ông ấy à, có mỗi à, ở cái vườn kia còn có mỗi hai cây. Còn cái dòng này cây bé quá ấy. Cây cây bé quá thế là chưa bán. Cây của ông chú là có hình như có hai ba cây ấy. Mày bảo ông thắng ông chụp ảnh cây chay cho. Chay là cái dòng cây thường xanh ấy. Nó không bị rụng lá theo mùa ấy, Cháu cũng được. Ừ à, cây uh, Osaka thì uh, mua lẻ triệu rưỡi là cái uh, đường kính 10 đường kính 10 trở lên đường kính 10 tức là vanh nó 3, 31 32 ấy. đường kính 10 toàn những cái bọn này, này. Đấy, đây. đây không phải Osaka nha <laughs> à, anh biết ông Huyên Đình bán cây ở Khoái Châu tôi là tôi không để ý đâu thật tôi cũng không giao dịch nhiều ở dưới Khoái Châu mấy các thứ gì cái gì có 2 tỷ ba thôi mà cũng khoe à nó vừa đi giải ngân trong tài khoản của 2 tỷ ba nó khoe Đi lên, lên kia để cho các ông xem một cái vườn nó rộng hơn vậy Cho xem cây xem ông chú ơi đại Chay đây À cái gì nhỉ Chay thì cái ruộng này chưa bán Osaka này Ở đâu Lên anh Niêm à Ồ lại lên trên kia vậy Đây đường kính 10 nó tầm ra này ấy này. Nhìn thấy chưa À, mà các ông cứ ở đây các ông xem là mẹ gì nhỉ Đói đầu đơn với cả Đây lên kia rồi cho các ông xem cho nhiều Khổ ở đây nó gần Đỡ phải đi xa Đây tâm sự với anh em cho nó ấy Đi xa thế nào các ông có mua được nhiều đéo đâu Đi nhá Bảo chị rút đi cho em đến trộm chỗ... <laughs> Long mắt thần <laughs> Đây cũng là gọi là fan ấy đấy Fan ngày xưa là cũng chắc là cũng kiểu Thích tiến hay thế đéo nào ấy. Nhưng mà tôi thấy ăn nói rất tử tế ấy cảm ơn các ông các bà ở cái video này nhá à, dạo này không gọi huấn vào chửi nhau nghe cho vui bạn ơi nói chung mỗi người một ngạch nó thì nó điều tiết giao thông bên các em các cháu mười mấy mười mấy mình thì điều tiết giao thông bên các 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 anh em mà tầm 30, 40, 50, 60 đổ lên trên mỗi người một ngạch còn bên tôi là bên 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 cảnh sát giao thông nó là bên hình sự mỗi người một ngạch nói thì nó chỉ nói một lần hai lần thôi chứ nói mai trong khi mặt hàng thì cũng cũng không chung, phân uh, phân uh, khúc uh, khách hàng thì cũng không chung. Mà tôi thì nói chung là tôi phục vụ cho những ông 30 40 50 60 thì người ta lại cứ cứ xem thôi. Chứ còn người ta không không thích chiêu trò, cũng không thích chửi nhau. Đấy còn các ông mà thích chửi nhau thì có thể xem huấn xem tiến tiến nó hay bày trò chửi nhau. Tôi là mẹ thì có thời gian. Bây giờ các khách của tôi 40 50 60 mẹ mình chỉ chửi ai đấy một câu là người ta đã lêu lêu rồi. Ôi xấu lắm như thế nào ở quê tao xấu lắm <laughs> Thế là tôi có dám chửi đâu Bây giờ các ông xem dày đặc chúng nó chửi tôi Tôi có dám chửi lại câu nào nào <laughs> Hình chưa nào, Thôi tôi cho các ông nghỉ nhá Bảo cái thủy đó chú ảnh nó gửi cho à? Thì ở trên tiktok mà các ông mua chay này thì Ở cái ngoài vườn kia là có hai ba cây nẻ thì bán Ông chú vừa khoe tôi quả tùm lum <laughs> Nghe cái giọng ông đi bán cây chó nó mua Mẹ các ông hơi kinh tường đấy Chỉ cần nghe cái giọng tôi thôi là Nói chung là tôi cũng chả hiểu làm sao tôi cũng đẩy khách đại gia chẳng qua các ông là chưa từng trải thì các ông nghĩ là mẹ cái giọng mình nó chua chứ còn đi xe đi tao like mày rồi các ông chưa hơi bị ấy đây tôi các ông cứ hỏi những ai bán cây ấy ai làm thương mại về cây hoặc bán cây hoặc nhà vườn ấy người ta biết công lực của tôi các ông có hiểu cái mẹ gì đâu phân khúc mà cái cái phân khúc khách khách hàng nó nói chung là người ta quý mình người ta quý mình ở cái là nói được làm được cái thứ hai là mình nói uh, cái gì Đấy, chứ mình quay cây có từ thiên về cái vấn đề cây cối đâu quay cho anh em kể cả vấn đề anh em làm kiếm tiền Tôi cho các ông nghỉ nhá đi là cũng không ấy nghe giọng này cũng sợ thật sợ gì sợ nghỉ đi ra ra ngoài vườn toa còn tặng hoa hồng nó đợi lúc người ta đi rồi mới.